Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món bắp cải xào trứng nhé. Một món ăn rất đơn giản, dễ làm mà lại dễ ăn. Và chúng ta có thể làm những món này cho bữa cơm gia đình nhé. Để chuẩn bị cho bắp cải xào trứng thì bắp cải các bạn chuẩn bị cho mình, mình chỉ dùng độ 1 phần 2 chỗ này thôi các bạn ạ. Một góc của cây nhé, một quả trứng gà hoặc trứng vịt thì tùy theo các bạn nhé. Ít hành thơm, ít rau hành lá và một ít rau thơm nhé, để mình trang trí các bạn nhé. Trước tiên thì các bạn thái cho mình cái bắp ra. Với thể cái bắp này thì chúng ta thái ra nhỏ cho mình, để cây mình sẽ bỏ cái phần này đi, nó sẽ bị khô rồi các bạn ạ. Chúng ta bỏ đi nhé, ăn vào phần trong, mình lấy phần nõn nhé. Để làm món bắp cải xào trứng này thì các bạn thái cho mình bắp cải thật nhỏ nhé. Sau khi thái xong thì các bạn đi rửa thật sạch cho mình nhé. Đây các bạn, sau khi thái xong thì các bạn để nghiêng rổ cho mình nhé. Và mình sẽ đi thái các gia vị khác nhé. Đây, mình sẽ thái hành thơm và trứng. Các bạn thái hành thơm cho mình nhé, để mình phi thơm lên. Một củ hành thơm như vậy thôi các bạn ạ. Hành lá thì sau mình lúc nào chín thì mình sẽ cạy nhé. Và các bạn đập cho mình một quả trứng nhé. Mình đánh rang quả trứng này ra. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nấu các bạn nhé. Đánh tan ra sau thì lúc nào được rau thì chúng ta sẽ cho vào nhé. Các bạn cho chảo lên bếp, mình cho dầu ăn vào các bạn nhé. Mình cho vừa phải dầu ăn các bạn ạ. Khi dầu ăn nóng lên thì các bạn sẽ cho mình hành thơm vào để mình phi lên các bạn nhé. Các bạn phi cho mình vàng hành thơm lên. Với món này rất đơn giản, nhưng mà các bạn nấu món này mình gia đình mình ăn vừa ngon ấy, chứ không phải là không ngon đâu các bạn ạ. Mình đã có video là su su xào với trứng hoặc là su hào xào trứng ấy, các bạn ạ, ăn món rất ngon. Nếu mọi người cứ bảo sao có những món ăn như thế nhưng mới lạ, nhưng chúng ta ăn nó lạ miệng lại rất ngon. Chứ còn đâu có bình thường thì nó lại là ngon như mướp đắng xào trứng, cũng là một món rất ngon đấy các bạn ạ. Khi vàng này rồi các bạn cho mình rau vào các bạn nhé. Cho mình ra tẩy bắp vào. Các bạn mà ăn được cay ấy, thì các bạn có thể cho thêm ớt nhé, hoặc là hạt tiêu tùy theo nhé. Và bây giờ mình sẽ cho gia vị vào các bạn nhé. Bột canh, hạt lêm và một chút mắm các bạn nhé. 1 phần 2 thìa bột canh và các bạn cho mình 1 phần 3 thìa hạt lêm nhé.
1 phần 2 thìa bột canh, 1 phần 3 thìa hạt lêm các bạn nhé, của thìa cà phê các bạn ạ. Và các bạn xào cho mình nhé. Chúng ta chỉ xào khoảng độ 10 phút thôi thì là rau của chúng ta sẽ chín các bạn nhé. Mình xào với lửa to vừa các bạn nhé, thì nó sẽ rau nó sẽ ít ra nước hơn, vì bắp cải của chúng ta là ra nước cũng rất nhiều. Các bạn nấu canh bắp cải ăn cũng rất ngon các bạn ạ. Sẽ có video sau mình sẽ nấu về món canh bắp cải các bạn nhé. Gần chín đấy các bạn ạ, mình ăn thử. Mình thấy thơm một chút lắm các bạn nhé. Nó có vị thơm của mắm. Rồi bây giờ các bạn cho trứng vào cho mình nhé. Thì các bạn bắt trứng lại và các bạn quấy đều cho mình, bỏ đều lên các bạn nhé. Và các bạn cắt cho mình hành lá vào các bạn nhé. Rồi bây giờ các bạn tắt bếp và mình cho ra đĩa để thức món bắp cải xào trứng nhé. Các bạn ăn với cơm trắng và ăn nóng rất ngon các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra đĩa. Đây các bạn chuẩn bị cho mình một cái đĩa này. Đây khi trứng của chúng ta chín đây. Và bây giờ mình sẽ đơm ra đĩa để dùng bữa nhé các bạn nhé. Mà 1/4 cây bắp cải, một quả trứng gà, một củ hành thơm và một ít hành lá và gia vị bột canh, hạt lêm, mì chính, sốt mắm. Khi xào nóng này chúng ta, các bạn ăn ớt được thì các bạn có thể cho ớt nhé. Không có thì mình sẽ cho một vài ít hạt tiêu lên cho nó thơm. Và mình sẽ trang trí. Đây các bạn có thể trang trí và đĩa rau của mình là những cái rau thơm như này các bạn ạ. Thì các bạn một đĩa rau bắp cải xào với trứng như này nhé, rất thơm và ngon cho gia đình mình nhé. Các bạn thích có thể like chia sẻ giúp mình kênh nhé, ẩm thực miền quê nhé. Chúc các bạn và gia đình có bữa cơm ngon với những món ăn mới lạ nhé, rất thơm và ngon các bạn ạ. Món này mình nấu xong là các bạn ăn luôn với cơm nhé, thì nó sẽ nóng và ngon hơn, trứng nó sẽ không bị tanh nhé. Cái rau húng bậc hà này mình ăn với cơm gia đình cũng rất thơm.